Đi bộ hơn 500 km về quê tránh dịch, dọc đường được tặng xe máy. Một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Bình Định, khi đến Đắk Lắk, anh được Mạnh Thường Quân tặng xe máy cùng tiền lộ phí về quê. Ngày 6 tháng 8, anh Phạm Quốc Lai, 27 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk đã tặng anh Nguyễn Võ Hồng, 31 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định chiếc xe máy để về quê. Trao đổi với Dinh, anh Lai cho biết tối 5 tháng 8, anh nhận được thông tin có một thanh niên vô gia cư nằm ngủ ở ghế đá ngoài trời tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Khi tới hỏi thăm, người này tự giới thiệu mình tên Nguyễn Võ Hồng, từ quê vào Bình Phước làm nghề xây dựng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bình Phước thực hiện chỉ thị 16, công ty đóng cửa, anh Hồng phải nghỉ việc. Cạn tiền, anh Hồng quyết định ra đường. Xin quá gian xe đò để về quê nhưng không có xe nào nhận chở hành khách. Trong người không đủ tiền, tôi quyết định đi bộ, dự kiến quãng đường về đến Bình Định hơn 500 km. Tôi đi mất 4 ngày 3 đêm mới đi đến thị xã Buôn Hồ. Trên đường có xin nhiều người cho đi nhờ nhưng họ sợ dịch, không đồng ý, anh Hồng chia sẻ. Đến thị xã Buôn Hồ, do kiệt sức vì nhịn đói cả ngày, tôi quyết định nghỉ tạm ở ghế đá. Tôi may mắn gặp được anh Lai, được anh hỗ trợ ăn uống, nghỉ qua đêm. Sáng nay, anh Lai lại tặng tôi xe máy cùng một số tiền lộ phí, đủ về tới quê, anh Hồng kể thêm. Chia sẻ thêm về việc giúp anh Hồng, anh Lai cho biết số tiền giúp đỡ vốn là tiền dành dụm của vợ chồng, định dành mua xe máy. Trước khi giúp đỡ, tôi đã bàn nhau với vợ và được đồng ý. Thấy hoàn cảnh như vậy, mình bỏ sao được. Chỉ mong dịch bệnh kết thúc, bà con được tiếp tục công việc, không còn những trường hợp khó khăn tương tự anh Hồng. Anh Lai nói thêm, hưởng ứng thông điệp người dân ở đâu ở yên đó để tránh lây lan dịch bệnh, nhiều tỉnh, thành và các cá nhân. Tổ chức đã tiếp sức cho bà con yên tâm ở lại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh có dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm để người dân an tâm, tiếp tục ở lại địa phương đang cư trú, không tự đi xe về địa phương, dễ gây lây lan dịch bệnh. Các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk cũng lên kế hoạch đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước về quê. Trong đó, Đắk Lắk tổng hợp được danh sách khoảng 2.000 người, được đón thành nhiều đợt và cách ly tập trung 14 ngày để đảm bảo an toàn phòng dịch. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!